Tôi biết tất cả những điều tôi làm là sai, là nhẫn tâm. Nhưng tôi vẫn làm, tôi cố tình làm và tôi sẽ làm. Ông đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó. Ranh giới giữa thiện và ác rất mỏng manh. Một con người dù lương thiện tới đâu, nhưng nếu như ông dồn họ vào bước đường cùng thì tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể. Huống hồ cái điều tôi làm là để bảo vệ đứa con trai duy nhất của tôi. Vậy thì có cái gì sai chứ? Thất bại thật rồi. Bố có sao không? Để con đưa bố lên phòng. Ông thất vọng về tôi như vậy sao? Nếu là như vậy, tôi thật lòng xin lỗi ông. Tôi đúng là kẻ vô ơn. Ông đã lo lắng cho tôi nhiều như vậy, tôi chưa đền đáp mà lại còn quay qua phản bội ông. Nhưng ông nghĩ lại đi, tất cả những chuyện này không phải là lỗi một mình tôi. Nếu như không phải tại vì ông như vậy thì tôi không trở thành một người như ngày hôm nay đâu. Bà nói cái gì? Chính ông đó, chính ông mới là người mở miệng ra một tiếng hãy đăng nhà tôi, hãy đăng nhà tôi. Vậy còn thằng Khoa, nó có còn là con trai của ông không? Lúc nào ông cũng nói bố chỉ cần con được bằng một phần của anh hai thôi là bố hạnh phúc lắm rồi. Tại sao lúc nào ông cũng đem thằng bé ra so sánh với Hải Đăng vậy? Nếu như không phải vì ông đàn áp tinh thần của nó thì nó không trở nên yếu đuối và nhút nhát thiếu tự tin như ngày hôm nay đâu. Thôi thôi, hai đứa không cãi nhau nữa. Tại sao lại đối xử với nó như vậy chứ? Hải Đăng có cái gì giỏi giang? Hay là gì? Vợ trước của ông mất, ông đau khổ quá nên ông mới như vậy. Nếu như ông cảm thấy không thể quên được người vợ trước của mình đã mất thì ông tái hôn với tôi làm cái gì? Thôi đủ rồi. Chưa đủ. Chính vì ông là người nói trước cho nên hôm nay tôi sẽ nói hết tất cả những gì tôi suy nghĩ. Hồi mới cưới tôi về, ông đã vội vã đưa thằng Đăng đi du học. Chưa gì mà ông đã sợ tôi hành hạ nó. Rồi ông nói là chờ Hải Đăng đi du học về, ông mới tính tới chuyện ai sẽ là người thừa kế tinh hoa. Vậy mà chỉ có một thời gian thôi, ông âm thầm ông làm việc với luật sư để sắp xếp chuyện cho Hải Đăng là người thừa kế. Thằng Khoa nó ở đâu? Lúc đó nó chỉ là một cậu bé học trung học. Thằng bé nó chỉ biết chăm chỉ học hành, nó ngây thơ, nó không hề biết bố nó đã bỏ nó rồi. Con nó nỗ lực học ngày học đêm để trở thành bác sĩ, để chỉ chứng minh với bố một điều: con có phải là người vô dụng. Vì mà tất cả những nỗ lực đó của con, ông không có quan tâm. Bởi vì trong đầu ông chỉ lo một cái nỗi lo duy nhất, đó là thằng Hải Đăng thôi. Tất cả những chuyện tôi làm là làm vì con trai của tôi. Vậy thì tôi làm có cái gì sai chứ? Đó là lý do của bà đấy. Tại sao bà có thể đeo cái mặt nạ mẹ hiền để sống giả tạo chừng đấy năm? Phải. Tôi biết. Tôi biết tất cả những điều tôi làm là sai, là nhẫn tâm. Nhưng tôi vẫn làm, tôi cố tình làm và tôi sẽ làm. Ông đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó. Ranh giới giữa thiện và ác rất mỏng manh. Một con người dù lương thiện tới đâu, nhưng nếu như ông dồn họ vào bước đường cùng thì tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể. Huống hồ cái điều tôi làm là để bảo vệ đứa con trai duy nhất của tôi. Vậy thì có cái gì sai chứ? Nếu như được làm lại, tôi cũng sẽ làm như vậy. Dì à, dì đừng nói nữa. Dì lên phòng nghỉ đi. Cậu đừng có đụng vào người tôi. Ngay cả cậu, cậu cũng không có cái tư cách gì để mà oán trách tôi hết. Cậu đã thực sự coi tôi là mẹ cậu. Cậu đã thực sự đối xử với tôi giống như là mẹ ruột cậu chưa? Nếu như cậu thực sự đối xử với tôi như là mẹ cậu thì tôi không có làm như vậy đâu. Mẹ cậu mất từ khi cậu lên 8 tuổi. Tới hôm nay là hơn 30 năm rồi.
cậu quan tâm đến tôi. Nhưng tôi biết trong lòng của cậu chưa bao giờ cậu coi tôi là mẹ. Cậu chỉ có hình bóng của người mẹ đã mất của cậu thôi. Chính vì cậu không coi tôi như là mẹ, cho nên buộc lòng tôi phải quay lưng để làm mọi cách bảo vệ con trai của mình. Tôi làm tất cả những chuyện này, vậy thì có cái gì là sai chứ? Dì à? Đừng gọi tôi là dì dì nữa. Cậu có biết mỗi lần cậu gọi tôi như vậy là cậu làm tôi phát điên không? Hả? Bà đã làm cái gì cho nó mà bà la lối thế? Bà đã hành hạ nó suốt 10 năm, bà không cảm thấy hối lỗi mà bà còn la hét như vậy à? Bà không cảm thấy xấu hổ với nó sao? Bây giờ thì tôi bắt đầu thấy sợ bà rồi. Bà làm tôi thất vọng lắm. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa. Con, từ từ hắn nói. Trà My, con bình tĩnh lại đi, con bình tĩnh lại đi nào. Con hãy xin lỗi chồng con ngay đi. Trà My, chuyện đâu còn có đó mà con. Chị Hai à, chị Hai nghe lời mẹ, xin lỗi rể đi chị Hai. Ông thấy tôi đáng sợ lắm phải không? Ông thật lòng không muốn nhìn thấy mặt tôi đúng không? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm cho ông vừa lòng. Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Trà My, con, con! Chị Hai à, chị Hai! Kìa bố, bố có sao không ạ? Bố. Con biết tất cả rồi phải không? Những điều vợ con nói là thật chứ? Tại sao con không nói với bố? Con không ghét gì sao? Con có thể hiểu được gì? Dì làm như vậy một phần cũng là lỗi do con, nên bố đừng trách dì nhá. Cho qua đi bố. Bố không làm vậy được. Bố thất vọng về bà ấy lắm. Bố không muốn nhìn thấy mặt bà ấy nữa. Bố đừng như vậy mà. Bố có lỗi với con lắm. Lúc mẹ con ra đi, đã dặn đi dặn lại bố là phải chăm sóc con thật tốt. Vậy mà bố đã không làm được. Bố tệ quá. Không phải như vậy đâu bố. Nhờ có tình yêu thương của bố nên con mới được như ngày hôm nay. Bố đừng tự trách mình nữa mà. Hoa Vương xem sớm nhất trên VOWN và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.